Vâng, một bộ sản phẩm cho các khách. Vâng, bác tên là Quyển, bác ở Đông Hưng, Thái Bình. Bộ sản phẩm rất giống của bác bác gì ở Quảng Ninh hôm trước mua bên em. Giống y hệt luôn. Trên mái tóc nhung rơi, nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ chia. Rồi thời gian trôi chia cách mình đôi đường, tôi chưa ghé về thăm. Sự nghi công danh bao năm rồi phải chăng? Vâng, một bộ sản phẩm rất là chất lượng. Tiếp tục về với bác Quyển ở Đông Hưng, Thái Bình. Bác rất thích bộ sản phẩm giống của bác Trinh ở Quảng Ninh. Thì hôm nay bác chốt bộ sản phẩm y hệt của bác Trinh. Vì bên em có những sản phẩm như những chiếc đẩy chất lượng này, như vang số cao cấp kia. Rồi thì đặc biệt nổi tiếng nhất là những dòng BMB tuyển chọn bên Ngọc Quang. Thì các bác tin dùng những sản phẩm chất lượng như này. Ngọc Quang Bắc Giang chân thành cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền đã tin tưởng đặt hàng. Bộ sản phẩm này của bác là 23 triệu đồng. Vâng, bác đã chuyển một phần số tiền. Ngày mai, sáng ngày mai là bác sẽ nhận hàng theo nhà xe. Các bác rất tin tưởng đặt hàng với Ngọc Quang những sản phẩm chất lượng như này. Và sau video này em sẽ test bộ sản phẩm cho anh Phạm Văn Tiến ở ngã ba cổng xanh Bình Dương. Đấy. Bác Tiến là người ở Nghệ An nhưng mà công tác và làm việc ở trong Bình Dương. Bác tin tưởng xem kênh của em rất là nhiều. Và bác đã chuyển đủ số tiền cho Ngọc Quang. Bộ sản phẩm sau của bác Phạm Văn Tiến là tổng là 25.500.000. Giá tại cửa hàng gồm bác Tiến là Audi Center và đẩy B3 ruột, đẩy 3 kênh ruột của B3, mic DE, đấy, vang PF Audio và quản lý nguồn. Vâng, rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng bên Ngọc Quang đặt rất nhiều các sản phẩm. Và sau video này em lại test những bộ sản phẩm như những con đẩy là công suất vừa phải 400, rồi thì những cặp loa BMB mã Bass 25. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.